À, khi xuất hiện người thứ ba thì bạn sẽ phản ứng như thế nào ạ? Bạn sẽ đau đớn, khóc lóc, liên tục nhắn cả chục tin nhắn nói rằng anh ấy là sai lầm lớn nhất của cuộc đời bạn. Bạn ngay lập tức làm loạn lên và đòi đi tìm người thứ ba để tính sổ. Hay thậm chí bạn tuyệt vọng, bạn van nài người kia quay về yên ổn bên cạnh bạn. Ôi không, đừng làm thế. Điều đó sẽ chỉ khiến bạn mất điểm hơn trong mắt đối phương, và trong một vài trường hợp và còn khiến cho người thứ ba cảm thấy thỏa mãn hả hê. Việc bạn cần làm, việc thứ nhất, bạn có thể xem thông tin về người đó, chỉ đơn giản để biết rằng tại sao người đó lại khao khát người tình hay người chồng của bạn. Và rồi sau đó thì hãy đi ăn, đi mua sắm hay làm bất cứ thứ gì khiến cho bạn vui vẻ. Bạn nghĩ điều đó thật khó hay không? Lúc rối tinh lên như thế thì thực ra là việc đó sẽ giúp ích nhiều cho bạn. Đừng cố tỏ ra cho họ thấy sự đau đớn của bạn, bởi vì điều đó sẽ chỉ khiến cho anh ta xem nhẹ bạn và cho rằng anh ta quá quan trọng trong cuộc đời bạn. Hãy gửi cho anh ta một thông điệp nhẹ nhàng rằng không có anh thì em vẫn hoàn toàn ổn và em sẵn sàng. Em có thể nhường anh cho người khác nếu như anh không cảm thấy tình yêu với cả em, và em sẽ xứng đáng có một người tốt đẹp hơn. Bởi vì như thế thì anh ta sẽ cảm thấy bức bối vì không còn là tất cả của bạn. Và như thế thì bạn đã thành công trong việc chạm vào bản tính hiếu thắng của anh ấy. Thay vì làm loạn lên thì hãy lắng nghe clip này và hãy chia sẻ nó với người cần bạn.